Rồi, xin chào toàn thể tất cả các anh em yêu thân trên miền Tổ quốc ha. Trước bạn em là hai bộ 2B03 giữa hai cái phiên bản khác nhau ha. Mình mod khác nhau. Thì một con này là hàng cao cấp nè. Mình chơi linh kiện cao cấp hơn. Thì nó tụ xuất âm nó xịn hơn. Và tụ nối tầng nó cũng xịn hơn ha. Và chip xuất âm Oban Mus 01, 02 nó cũng cao cấp hơn. Đó. Rồi, còn tụ lọc nguồn hay là gì, phét nguồn hay gì đó, chân đế rồi tụ này, Wiman thì cũng giống như nhau hết thôi. Nó chỉ khác là hai cái vấn đề, ba chỗ là tụ lọc, tụ xuất âm, bốn tụ nối tầng ha. Với lại 1 2 hình như khác có 3 Oban nữa, khác cái dòng Oban nữa đó, khác tới ba chỗ khác nhau. Đây, đây là phiên bản thấp hơn tí. Thì chất âm thì các bạn cũng thấy ha, còn mình cảm thấy giống như là 9-10 thôi. Cũng không khác, cũng kiểu con này thì mình thấy cái Mus 02 nó quýnh nhỉnh, quýnh cái tiếng bass, cái dải cao nó nhỉnh hơn cái con này một tí, cũng 9-10 thôi đó. Thì đối với phiên bản thấp nè, 1.980.000 nè, thì mình sử dụng chip Mus 8920 với 2604 ha. Đó, tụ nguồn vẫn như nhau, tụ nguồn thì tụ lọc nguồn hay là vẫn như nhau, chỉ số như nhau hết luôn, tụ lọc nguồn, tụ nguồn, phét nguồn, chỉ khác cái tụ xuất âm thôi đó. Rồi, tụ ở đây cũng vậy luôn, và khác luôn bốn con cụ nối tầng ở chỗ này. Thì ở đây mình chơi tụ Nichicon ha. Còn ở đây thì cụ nó cao cấp hơn, cũng là của hãng Mus, hãng này cao cấp hơn, nó mắc tiền hơn. Cụ này nó mắc tiền hơn, mắc gấp đôi tụ này lần ha. Không phải gấp đôi mà là gấp 3 lần nữa. Ừ. Đó. Vậy thôi. Chúc chắc chắn là linh kiện cái đối với cái máy 1.980.000 này, linh kiện chắc chắn nó sẽ ngon hơn là linh kiện theo máy. Đây là linh kiện theo máy luôn các bạn thấy không? Đó. Nó nhìn nó rất là China luôn á. đúng là kiểu linh kiện China luôn á, không? Đó, đây là linh kiện theo máy nè. Rồi, hai mình mod lại nhìn đẹp đẽ hơn ha. Mình mod lại mình làm này bắt các bạn chơi rất là bền ha. Máy nó không có bị nóng. Chơi nó không có bị suy giảm tín hiệu nữa. Đó, ở đây thì mình có hàng chân đế cho các bạn luôn, chơi được nhiều loại bóng hơn nữa ha. Đó. Tha hồ chơi các loại bóng luôn. Thoải mái. Rồi. Đó, bạn thấy không? Đều hàng đầy đủ hết. Mình gắn thêm cái đế đèn sứ luôn, thì mình cái đế đèn này kiểu này thì nó sẽ độ cái đẹp, cái bóng nó cao lên được hơn tí ha. Đó, tại vì cái đế đèn kiểu kia lúc trước mình làm thì nó hết hàng rồi, mua không ra nó gì, chứ còn cái loại này trên thị trường thôi, nên mình mua mình hàng vô cho nó đẹp, cắm gút cho nó chắc chắn cái chân đế đèn ha. Rồi, ok, mình sẽ test hai chất âm hai con này cho các bạn nghe qua như thế nào ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ test hai cái sản phẩm ha. Cái con màu trắng là con sử dụng chip Oban Mus 8920 và Oban 2604. Và cái con màu đen này là sử dụng chip Mus 01 và Mus 02 ha. Linh kiện cao cấp hơn một tí so với cái phiên bản thấp này ha. Rồi, ok, xong rồi các bạn nghe thử cái chất âm của nó về hai con. Rồi, thì đây mình sẽ test đài đầu tiên, sẽ test cái con Oban 8920 và chip Oban 2604 ha. Thì đây mình đánh với cái con âm ly ha. Âm ly này không có chỉnh bass chết đó, rất là tiện lợi cho các bạn ha. Rồi, bữa trước là mình đánh âm ly đèn, bây giờ mình đánh qua âm ly bán dẫn nha. Rồi, ok. Một người xa thôi.
đã mòn kia bất kỳ. Ghi một đêm trăng thanh, quan bên đường vắng tanh, chỉ còn em. Test thứ hai thì mình test cái con chip Oban Mus 01 phòng Mus 02 ha, là cái con màu đen. Rồi ok. Mình sẽ lấy bài hát cho các bạn nghe thử nha. Hỏi còn ai cố tìm.
con bên